Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả Tây Tử Tự. chương 77 Khi nghe Lâm Trục Thủy nói như vậy, trong lòng Chu Gia Ngư cảm nhận được một sự mơ hồ, anh ta muốn nói gì đó nhưng bên cạnh có người phát ra tiếng rên gì. Nhìn kỹ lại, Thẩm Nhất Cùng cũng đã tỉnh. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Thẩm Nhất Cùng tựa vào vách tường, đặt tay lên chán. Nhất Cùng, cậu đã tỉnh rồi đấy, chu gia ngư nói cậu mơ thấy gì thẩm nhất cùng hoảng sợ nhìn thấy chu gia ngư nói làm sao cậu biến trắng trở lại rồi cậu không phải giống như ta màu da đen sao chu gia ngư ôi liệu thẩm nhất cùng đã mơ mộng quá đáng trong khi quan sát xung quanh chu gia ngư nhận ra rằng họ đang ở trong đường hầm ban đầu không có đèn dầu và cấu trúc của vách đất cũng không thấy ánh sáng phát ra từ đây mang một vẻ hiện đại cách chúng không xa có một số công nhân mạnh mẽ đang chen vào một khe hở. Chu gia Ngư hỏi, "Cho hỏi, chúng ta bị chặn bởi thứ gì vậy?" Tiểu Chỉ nằm trong lòng anh, nhìn về phía khe hở. Với thân hình phẳng như vậy, nếu muốn chen vào thì cũng rất dễ dàng, nhưng Chu gia Ngư lo rằng nếu để nó vào trong khe hở có thể gặp nguy hiểm, nên anh không định để nó vào. "Ừm," Lâm Trục Thủy nói, "Con đường hầm này không được làm sạch kỹ lưỡng, dưới chân ta có một cái thi thể khi xây dựng sau đó." Khí độc từ thi thể trong hầm sẽ tỏa ra ngoài, gây ra ảo giác cho người. Chu gia Ngư hơi run, hỏi: "Ảo giác? Ảo giác như thế nào?" Lâm Trục Thủy giải thích: "Trong ảo giác, những gì mà cậu mong muốn nhất sẽ hiện ra, dụ dỗ, dỗ cậu tiến vào khe hở đó." Chu gia Ngư nghe như vậy, phản ứng ngay lập tức, đôi mắt anh sáng lên. Lúc này, anh nhận ra ý nghĩa ẩn sau lời nói của Lâm Trục Thủy vừa rồi. "Thưa ngài," Chu gia Ngư sắp nói gì đó nhưng lại nhớ đến những người khác bên cạnh vừa tỉnh dậy nên nghĩ rằng nói điều này ở đây có lẽ không thích hợp lâm giác sau khi tỉnh lại có vẻ không thoải mái trầm mặc không mở miệng cô ngồi yên trên mặt đất dù tiểu diện và du hát cũng lần lượt tỉnh lại du hát cảm ơn lâm trục thủy nói cảm ơn anh đã giúp đỡ lâm trục thủy lắc đầu một cái không nói gì chu gia ngư nghe du hát nói xong mới nhận ra rằng mỗi người trong nhóm đều đeo một tấm bùa trên ngực có lẽ để đảm bảo họ không bị ảo giác mê hoặc khi tiến vào tình huống như thế giống như các công nhân xây dựng đã đi vào trước mặt của cái khe hở sâu thẳm chúng ta nên xuống đào ngay lâm trục thủy nói tốt nhất là bắt đầu công việc sớm du hát gật đầu đồng ý và nói rằng hắn sẽ liên hệ với người phụ trách để bắt đầu công việc vào ngày mai và hỏi xem có cần chuẩn bị gì trước thời điểm khởi công không tôi sẽ ở lại đây lâm trục thủy nói có thể sẽ có một chút biến đổi với thi thể dù hát đồng ý trong đêm đó họ không có bất kỳ sự kiện đặc biệt nào chỉ là trải qua một loạt giấc mơ kỳ lạ tuy nhiên như lâm trục thủy đã nói trong giấc mơ họ đều thấy những thứ mà họ khao khát chu gia ngư cảm thấy tim mình đập mạnh một phút nghĩ rằng có lẽ lâm trục thủy đang ám chỉ điều gì đó nhưng một phút sau lại nghĩ rằng mình đang nghĩ quá nhiều và không nên giữ quan điểm quá chắc chắn nếu có sự hiểu lầm cả anh và lâm trục thủy có thể không thể làm gì được trong đầu anh cảm giác hoang mang lan tỏa. Trạng thái của những người khác cũng không khác gì, ngoại trừ thầm nhất cùng, người không biết mơ thấy gì. Khi họ đi ra, anh ta tỏ ra hưng phấn và bước đi quyết định. Dù tiểu diện hỏi, tại sao cậu lại vui vẻ như vậy? Thẩm nhất cùng trả lời, vì tôi đã thực hiện giấc mơ của mình. Tuy nhiên, anh ta không tiết lộ cho ai biết mơ thấy gì. Chu gia ngư liên kết lại lời nói trước đó của thẩm nhất cùng, anh ta cảm thấy nghi ngờ về tất cả mọi người trong giấc mơ, tất cả đều biến thành màu đen. Lâm Giác đi suốt con đường mà không nói một từ, cho đến khi họ đến quán rượu, mặt cô càng thêm bi thương. Chủ quán không dám hỏi về tình trạng của cô. Trong quán, khi họ ngồi ăn cơm, Chu Gia Ngư đã tận dụng cơ hội để hỏi cô. Không có gì đặc biệt, Lâm Giác trả lời, chỉ là mơ thấy một người cũ thôi biểu hiện của cô làm cho rõ ràng rằng mối quan hệ giữa cô và người đó không được ổn định. Vấn đề này là riêng tư, Chu Gia Ngư không muốn đảm đạo quá nhiều, vì vậy anh chỉ có thể đổi chủ đề. Dù hát rất hứng khởi về việc bắt đầu công việc, và anh nói rằng buổi chiều hôm nay họ có thể tiếp tục đào hầm, đào thi thể từ lòng đất đem ra. Đêm đó, Chu Gia Ngư không thể ngủ, anh nằm trên giường mất tự chủ, trong đầu cảm thấy dối bời anh tự hỏi liệu có phải những lời của lâm trục thủy ta cũng thấy cậu chỉ là một ý tưởng quá khích của anh hay không anh tự hỏi liệu điều đó có phải là số mệnh của anh từ khi mới sinh ra không có ai bên cạnh để chia sẻ anh chỉ có thể nói chuyện với tế bát tế bát nằm nhàn nhã trên giường trông như đang ngủ gật ồ ngươi vẫn nhớ cái gì ngay lúc mới đến à khi ta nói chuyện với ngươi chu gia ngư trả lời nói gì vậy tế bát nói ngươi thực sự đã quên à lời nói đó rất quan trọng đấy nó nghiêng đầu và nói một cách nghiêm túc người đến đây để cứu lâm trục thủy chu gia ngư nói cứu tế bát đúng vậy chu gia ngư lập tức tỉnh táo có chuyện gì xảy ra với anh ấy tế bát nói có thể xảy ra cũng có thể không dù có bạn bè hay không số phận của lâm trục thủy vẫn không thể dự đoán trước nó nói mỗi số phận đều có nhiều yếu tố biến đổi có lẽ nếu bạn hiểu rõ hơn về một người số phận của họ sẽ thay đổi theo cách đó. Bạn và Lâm Trục Thủy là đối lập, cùng nhau tạo nên một cặp hoàn hảo. Chu Gia Ngư nghe Tế Bát nói như vậy, không khỏi cảm thấy hứng khởi. Ý của mày là nếu tôi và anh ấy ở chung một chỗ, liệu có thể tránh được số phận không? Anh ấy có thích tôi không? Tế Bát nói, ồ, bạn quả là đáng sợ, tôi chỉ đơn giản là không nói về tình cảm đó thôi. Lâm Trục Thủy nghĩ gì tôi làm sao biết được, nhưng cậu đừng quá vội vã, hãy hiểu lầm ý đồ của lâm trục thủy không phải là điều tốt chu gia ngư tế bát nói rất đúng anh cười và nằm trên giường như một con cá khô tế bát nhìn thấy anh cười an ủi đừng quá bi quan lâm trục thủy có nhiều học trò không ai giống như cậu chu gia ngư nghĩ mày là đang công kích tao hay đang khích lệ tao cuối cùng tôi có nên tỏ ra hay không nếu tôi tỏ ra và không thành công có thể sẽ bị trục xuất nhưng nếu thành công liệu có thể ở cùng lâm trục thủy không càng nghĩ càng buồn chu gia ngư không thể ngủ được anh đi ra ban công hút thuốc và phát hiện lâm giác cũng không ngủ anh đang ngồi trên ban công uống một thứ gì đó khi thấy anh đi ra cô cười và chào hỏi còn thức chứ ừm um, chu gia ngư trả lời không thể ngủ được lâm giác gật đầu không hỏi tại sao anh không thể ngủ đó là lần đầu tiên chu gia ngư thấy ánh mắt mệt mỏi của lâm giác trong suy nghĩ của anh, Lâm Giác luôn trông giống như hoa hướng dương, lấp lánh và tươi sáng. Vẻ ngoài hiếm thế này làm cho anh đau lòng. "Sư bá, cô không khỏe sao?" Chu Gia Ngư hỏi. "Hoàn toàn tốt," Lâm Giác nói, "muốn cùng tôi uống một chút không?" Chu Gia Ngư suy nghĩ một chút và đồng ý. Anh cũng đang lo lắng và mệt mỏi, nên việc uống cùng một người quen có thể giúp anh giải tỏa một phần trong lòng. Họ uống gần một nửa chén bia. Sau đó đổ rượu whisky vào cốc nhỏ và chìm vào chén. Chu Gia Ngư biết loại này được gọi là bom lạnh, một cách để uống rượu nhanh. Anh không thử, nhưng thấy Lâm Giác đang tiếp tục uống không ngừng. Anh lo lắng, không biết phải làm sao để giúp đỡ. Nhìn thấy anh lúng túng, Lâm Giác nhẹ nhàng mỉm cười và nói, "Tôi năm nay đã 35 tuổi." Chu Gia Ngư hơi kinh ngạc, thực sự không thể nào, nếu chỉ nhìn bề ngoài, tôi sẽ nghĩ rằng cô là một cô gái trẻ anh nói dễ thương quá, Lâm Giác cười và nói, tôi đã du lịch độc lập hàng năm từ khi 24 tuổi. Trong mối quan hệ này, tôi đã đồng hành với anh ấy suốt 6 năm, sau đó bị bỏ rơi. Chu Gia Ngư, với chút say xưa, nghe về quá khứ của Lâm Giác. Cô nói, mối quan hệ này đã đến hồi kết thúc, tình cảm này có giới hạn. Khi bạn đầu tư quá nhiều vào một người, và sau đó bị từ chối, bạn sẽ cảm thấy thiếu vắng. Khi bạn bỏ lỡ người bạn yêu, mỗi người sau đó sẽ trở nên tạm bỡ điều này là không công bằng với họ và cũng không công bằng với chính bản thân mình chu gia ngư cảm thấy như mình đã trải qua nhiều điều tương tự nhưng anh không thể đưa ra lời khuyên vì vậy anh chỉ lắng nghe và nhẹ nhàng nắm chén rượu có thể là có chút chuyện cũng không thể vẹn toàn lâm giác nói cậu mơ tới cái gì chu gia ngư nói ta giọng hắn trầm xuống do dự không biết có nên nói ra câu trả lời hay không Lâm Giác thấy vậy liền khanh khách cười, hốc mắt nàng đỏ hoe, "Ta biết cậu mơ tới cái gì, thật tốt, thật tốt." Nàng uống cạn chén rượu trước mặt, "Ta mơ thấy ta kết hôn rồi, lúc đó mặc bộ váy trắng với mạng che mặt, hắn hỏi ta có muốn gả cho hắn không, ta nói có." Chu Gia Ngư trong lòng chua xót, hắn nói, "Sư bá." Lâm Giác nói, "Thế nhưng đó chỉ là một giấc mơ." Nàng thở dài một tiếng, "Là giấc mộng mà thôi." Ngôn ngữ rất ít nhưng chu gia ngư nhìn thấy trong ánh mắt lâm giác là nỗi thống khổ khó diễn tả bằng lời nàng uống rượu kể chuyện từng chữ từng câu như dao khắc vào lòng từng nhát từng nhát rạch vào da thịt cho nên lâm giác nói có những việc không cần phải do dự như vậy hãy dũng cảm lên trời cao luôn yêu thích những người dũng cảm nàng cười nhưng viên mắt lại đỏ hoe chu gia ngư đáp lại lời nàng tối hôm đó chu gia ngư cùng lâm giác uống rất lâu cuối cùng chính hắn cũng không biết làm sao mà trở về. Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu óc hắn trống rỗng, ngồi trên giường một lúc lâu mới nhận ra có người đang gõ cửa. Chu Gia Ngư, Chu Gia Ngư, ngươi còn sống không? Bên ngoài là giọng của thầm nhất cùng, hắn đập cửa thùng thùng, trông như sắp xông vào. Ta còn sống, Chu Gia Ngư đau khổ ôm đầu, cái khổ của việc say rượu là đau đầu, hắn cảm giác như mình đang bay, hắn đi mở cửa, thẩm nhất cùng nhìn thấy sắc mặt hắn thì giật mình, chu gia ngư, cậu làm sao vậy? Sắc mặt kém quá, hắn người ngửi, toàn thân toàn mùi rượu, oa, wow, tối qua cậu đi đâu buông thả vậy? chu gia ngư nói, với thể chất này, ta còn dám đi đâu buông thả à? Cũng đúng, thẩm nhất cùng đáp, với thể chất của cậu, đi ăn khuya thôi cũng phòng chừng ngày hôm sau thi thể đã nguội rồi. Nhưng nếu không đi buông thả, sao khắp người lại toàn mùi rượu thế? Không có gì, chu gia ngư nghĩ đến dáng vẻ yếu đuối của lâm giác tối qua quyết định giữ bí mật cho nàng chỉ là uống chút rượu thôi vậy cậu nhanh lên thẩm nhất cùng nói bọn họ đang đi xem đào hầm còn thiếu cậu chu gia ngư gật đầu sau khi rửa mặt nhanh chóng cảm giác choáng váng do say rượu vẫn còn chu gia ngư vẫn giữ sắc mặt xanh xao đi xuống lầu lại nhìn thấy lâm giác đang đứng ở cửa nói chuyện với lâm trục thủy có người tửu lượng thật sự là một bí ẩn Lâm Giác tối qua uống ít nhất gấp mấy lần chu gia ngư, mà hôm nay lại thần thái sáng láng. Không biết là do trang điểm hay thế nào, sắc mặt nàng hồng hào, dạng dỡ như thể đã uống vài cân cầu kỳ. Chào, quán nhi, nàng vẫn chào hỏi chu gia ngư, đi lên chưa? chu gia ngư đáp, ừm. Lâm Giác nói, ai, tử lượng của ngươi có hơi kém đấy, sau này nên luyện thêm. Thẩm nhất cùng nghe thấy cuộc đối thoại, ồ, tối qua các ngươi uống rượu cùng nhau à? Lâm Giác nói: "Đúng vậy." Thẩm Nhất Cùng thắc mắc: "Sao không gọi ta?" Lâm Giác trả lời: "Không muốn uống cùng trẻ con." Thẩm Nhất Cùng phản đối rằng mình đã trưởng thành, hoàn toàn có thể uống rượu, đồng thời khẳng định bản thân rất chín chắn, có thể hút thuốc, uống rượu, làm tóc và xăm hình. Hai người tranh luận suốt đường đi cho đến khi lên xe. Khi đã lên xe, điện thoại di động của Chu Gia Ngư đột nhiên reo lên, hắn nhìn vào màn hình thấy có tin nhắn nhìn tên người gửi chu gia ngư ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra đó là cậu an ninh mà trước đây hắn gặp ở sân bay tiểu chỉ lúc đó nghịch ngợm chạm vào hắn hai lần khiến cậu ta hiểu lầm rằng chu gia ngư có ý đồ khác không thể không thừa nhận người này rất nhạy cảm chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết chu gia ngư là người cùng giới cậu bây giờ đang ở thành phố c người kia gửi tin nhắn chu gia ngư không ngờ hắn biết địa chỉ của mình liền đáp lại một chữ ừ buổi tối có thời gian đi uống chén trà không đây rõ ràng là một lời mời đặc biệt mặc dù chu gia ngư chưa từng trải nghiệm nhưng cũng hiểu rõ ý đồ xin lỗi ta có người thích rồi chu gia ngư nhanh chóng từ chối không muốn dây dưa thêm cậu với người đó đang ở cùng nhau người kia hỏi tiếp chu gia ngư không trả lời không phải chứ sự im lặng của hắn lại cho người kia một tín hiệu nào đó nếu vẫn chưa ở cùng nhau đó chỉ là đơn phương yêu mến ta cũng còn cơ hội. Chu Gia Ngư có chút bất đắc dĩ, hắn lại một lần nữa cảm thấy trình độ của mình trong tình cảm thực sự quá thấp, chỉ cần gặp phải tình huống hơi phức tạp một chút, hắn đều không biết phải làm sao. Nếu không biết cách trả lời, vậy dứt khoát xóa đi thôi, dù sao hai người cũng chỉ là gặp gỡ tình cờ, không còn tin nhắn thì chẳng khác nào cắt đứt mọi liên hệ. Nghĩ vậy, Chu Gia Ngư quyết định xóa bỏ người này khỏi danh sách liên lạc. Ai ngờ bên kia lại gửi tới một tin nhắn ngay lập tức. Đó là một bức ảnh. Trong ảnh, người đó nhấc áo, để lộ cơ bụng đẹp đẽ cùng đôi chân dài, nửa người dưới chỉ mặc một chiếc quần lót bó sát, da thịt màu vàng nhạt trông rất quyến rũ. Chu Gia Ngư bị bức ảnh này làm cho hoảng sợ, tay run lên, điện thoại di động rơi xuống đất. Thật không may, Lâm Giác ngồi bên cạnh hắn, chưa kịp để Chu Gia Ngư nói gì, nàng đã nhặt điện thoại lên và nhìn thấy bức ảnh trên màn hình. Chu Gia Ngư, Lâm Giác không khí bỗng chốc yên lặng, trên trán Chu Gia Ngư lấm tấm mồ hôi lạnh. Lâm Giác đưa điện thoại lại cho Chu Gia Ngư, mỉm cười sâu xa, tiểu ca này có cơ bụng rất đẹp đẽ nhỉ, cậu quen lúc nào vậy? Chu Gia Ngư, hắn cầm điện thoại, tay đấm mồ hôi, cố gắng cười, quen ở sân bay, lúc đó ta qua cửa kiểm tra an ninh, tiểu chỉ nghịch ngợm chạm vào người ta, cho nên. Trong khi nói, hắn liếc nhìn Lâm Trục Thủy đang ngồi phía trước, nhưng vì Lâm Trục Thủy đưa lưng về phía họ nên Chu Gia Ngư không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Lâm Giác nói, ồ, Chu Gia Ngư nhỏ giọng giải thích, ta vốn định xóa tin nhắn của hắn, nhưng tay bị trượt. Lâm Giác nói, ừm, giọng Chu Gia Ngư càng lúc càng nhỏ, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối. Được rồi, Lâm Giác thấy dáng vẻ hắn như vậy, trái lại cười, nàng nói, chúng ta hiểu tính cách của cậu mà. Huống hồ bây giờ cậu đang độc thân, chuyện tình cảm vốn là tự do, gặp người phù hợp thì tiến tới cũng là chuyện bình thường. Giọng nàng bỗng cao lên, thứ tốt vốn là ai cũng muốn có, ra tay chậm thì tự mình chịu thiệt thôi. Chu gia ngư cúi thấp đầu, không chú ý thấy lâm trục thủy, vốn đang dựa vào ghế, chậm rãi ngồi thẳng lên khi nghe lâm giác nói những lời này. Giữ tư thế ngồi thẳng như vậy, giống như đang suy tư điều gì đó rất quan trọng. Suốt đoạn đường tiếp theo, trên xe vô cùng yên tĩnh suốt đoạn đường, trên xe vô cùng yên tĩnh. Xuống xe tiến vào đường hầm, thẩm nhất cùng nhìn thấy chu gia ngư có vẻ ủ rũ, bèn hỏi, lúc ra khỏi nhà còn rất tốt, sao bây giờ lại trông ủ rũ thế này? Không có gì đâu, chu gia ngư đáp, uống rượu đau đầu thôi. Thẩm nhất cùng nghe vậy liền không hỏi thêm, vì ai cũng biết rõ tử lượng kém của chu gia ngư. Bên trong đường hầm đã có máy móc đang hoạt động, bắt đầu đào theo chỉ dẫn của Lâm Trục Thủy đất đá từng lớp từng lớp được đào ra khoảng mười mấy phút sau có người hét lên đào ra cái gì rồi chu gia ngư nhìn về phía đó phát hiện dưới lớp đất có một bộ xương khô xương cốt rất hoàn chỉnh từ quần áo mặc trên người có thể đoán đây là người sống vào thời kỳ dân quốc tuy nhiên điều làm người ta chú ý nhất là trên bộ xương này có một lớp màu tím trông giống như nấm mốc đây là gì chu gia ngư lần đầu tiên nhìn thấy loại nấm mốc màu tím này hình như là một loại nấm mốc ăn thịt. Lâm giác dường như đã từng gặp qua, bè nói, loại nấm này có thể phát ra ảo giác, hấp dẫn con mồi tới gần. Nhưng nó không có khả năng tự săn mồi, thường phối hợp với một loài khác có độc. Loại nấm này mặc dù gây ảo giác, nhưng không thể giết người. Nó thường tồn tại cùng với một loại thực vật có độc. Tiếp tục đào, lâm trục thủy dùng đuốc đốt cháy nấm mốc, bình thản ra lệnh. Việc đào bới tiếp tục, rất nhanh, một hố chôn xác lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Hải cốt trồng chất, nhìn ra được việc chôn cất sắt thô bảo, có vẻ như chỉ đơn giản là đào một hố to rồi ném tất cả thi thể vào và chôn lại mà không có biện pháp tiêu độc cơ bản. Trên những thi thể này, hầu hết đều bám đầy nấm mốc màu tím, trông vô cùng đáng sợ. Khi toàn bộ thi thể được đào lên, Lâm Trục Thủy yêu cầu công nhân rác lên đó một loại bột đặc biệt, dường như được làm từ vôi và các chất khác. Khi bột được rác lên, nấm mốc màu tím bắt đầu chuyển sang màu đen và hòa tan. Dù hát nhìn thấy nhiều hài cốt như vậy, miệng không khỏi niệm, nghiệp chướng. Đào rất sâu mới không còn tìm thấy hài cốt, chu ra ngư qua loa đếm, nhận ra số thi thể này ít nhất cũng hơn một ngàn bộ, phần lớn là dân chúng đã chết ngạt trong thảm án đường hầm năm xưa. Những người này thật quá đáng, dù tiểu diện nói, sao lại chôn ngay trong đường hầm mà không ai phát hiện. Không ai phát hiện cũng là bình thường. Lâm Giác thở dài, nếu chuyện này được công khai, ai còn dám vào đây nữa, chắc chắn mọi người sẽ tránh xa. Ngược lại cũng đúng là như thế, nếu không phải tàu điện ngầm đi qua nơi này, e rằng những hài cốt này sẽ không bao giờ được phát hiện. Sau khi toàn bộ hài cốt được đào lên, Lâm Trục Thủy lại yêu cầu mọi người đào theo vết nứt ở bên cạnh vách tường. Lần này, hắn đặc biệt dặn dò không nên dùng máy móc, mà phải dùng tay, mỗi lần đào chỉ lấy một ít đất tránh làm tổn thương bất cứ thứ gì bên trong. Chu Gia Ngư đã luôn tò mò về những gì có thể nằm trong vết nứt này. Các công nhân cẩn thận bào đất và rất nhanh, từ từ lộ ra một cảnh tượng kỳ quái. Không xa vết nứt, trong lớp đất khảm nạm những người sống, thân thể họ bị chôn sâu dưới đất, chỉ có khuôn mặt lộ ra ngoài. Trên người họ mọc đầy một loại hoa nhỏ màu đỏ, từ quần áo, có thể nhận ra họ chính là những công nhân mất tích trong quá trình thi công đường hầm. Khi họ được đào lên, mọi người mới phát hiện ra những bông hoa đỏ này mọc ra từ bên trong thân thể họ, phá tan huyết nhục và nở rộ trên da thịt. Lâm Trục Thủy kiểm tra tình trạng của họ, xác nhận rằng họ vẫn còn sống. Dù hát thở phào nhẹ nhõm, nói rằng may mắn không gây thành đại họa, rồi hỏi làm cách nào để đưa họ tỉnh lại. Tìm một bệnh viện để lấy từng đóa hoa ra trước, dễ không ăn sâu lắm, sau khi làm phẫu thuật, uống thuốc mỗi ngày chắc sẽ không sao lâm trục thủy giải thích những bông hoa này chẳng lẽ có khả năng săn mồi chu gia ngư nhớ lại lời lâm giác và đặt câu hỏi ừm lâm trục thủy đáp những bông hoa này có thể phân giải chất dinh dưỡng từ cơ thể sau đó nuôi dưỡng các loại nấm mốc trong đất chu gia ngư hỏi nhưng tại sao ở nơi như thế này lại có loại hoa này ai biết được lâm giác thuận miệng nói có thể là vô tình bị mang vào cũng có thể là giọng nàng hờ hững nhưng nội dung làm người nghe dùng mình bị ai đó cố ý gieo xuống. Sau câu nói này, tất cả mọi người đều im lặng. Trước tiên đưa họ đến bệnh viện, những chuyện khác để sau." Lâm Trục Thủy kết luận. Trong vòng nửa tháng, 6 công nhân mất tích đã được tìm thấy. Trong đó, tình trạng của một người là nghiêm trọng nhất, nhưng nhờ những bông hoa duy trì sự sống bằng cách tìm kiếm chất dinh dưỡng nên không ai gặp nguy hiểm tính mạng. Sau khi hoa được lấy ra, nấm mốc màu tím trong đất bắt đầu chết dần với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, và toàn bộ hố chôn hài cốt chuyển sang một màu đen khó chịu. Những hài cốt này cần được tìm một nơi khác để chôn cất lại. Lâm Trục Thủy nói, nếu có thể, tuyến tàu điện ngầm tốt nhất nên tránh khỏi đoạn này. Dù hát nghe vậy gật đầu tán thường, nhưng biểu tình lại lộ ra chút bất đắc dĩ, hiển nhiên anh cảm thấy rằng những người ở cấp trên sẽ không thay đổi chủ ý. Đúng như dự đoán, một năm sau, tuyến tàu điện ngầm hoàn công đúng hạn. Tuy nhiên, trong thành phố lại xuất hiện một truyền thuyết mới, nếu ngồi trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày, có thể sẽ nhìn thấy những hành khách mặc trang phục từ thời dân quốc. chương 78, Thất Tinh Tốt Sau khi vụ việc kết thúc, theo lý thuyết, bọn họ nên trở về. Nhưng Lâm Giác nhắc nhở rằng còn một việc chưa được giải quyết, chính là việc mở chiếc dương. Thẩm nhất cùng vừa nghe đến hai chữ mở dương, lập tức tích cực bày tỏ sự tán thành. Dù sao nếu chiếc dương này còn tiếp tục bị gửi đi khắp nơi, họ sẽ phải đối mặt với việc mở dương một lần nữa. Trước khi rời đi, sư huynh của họ còn nhiều lần dặn dò rằng phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ, không nên nương tay với người gửi dương lung tung. Lâm Giác cầm địa chỉ và số điện thoại trên chiếc dương, hỏi Du Hác. Du Hác nhìn địa chỉ, nói rằng địa chỉ đó là giả, nơi đó đã sớm không còn tồn tại. Ta biết chỗ đó không còn, nhưng cũng phải có một nơi để gửi bao kiện đi chứ? Lâm Giáp nói: Chúng ta đến công ty chuyển phát nhanh để tra xem nơi đó là đâu. Nếu các người cần giúp đỡ gì, cứ nói với chúng ta. Dù Hắc rất vui mừng khi Lâm Trục Thủy giải quyết được vấn đề đường hầm, nên anh cảm ơn họ rất nhiều. Đúng rồi, nếu các người không ngại, có thể để Tiểu Diện đi cùng. Hắn lớn lên ở đây, rất quen thuộc với phong thổ, có thể giúp được gì đó. Được thôi, Lâm Giác đồng ý. đã đến đây rồi, chờ sự việc kết thúc nhờ tiểu diện dẫn chúng ta đi chơi một chút. Dù tiểu diện cười nói được. Ngày hôm sau, họ đến địa chỉ trên gói chuyển phát nhanh mà Lâm Giác đã chép lại. Chỗ chúng ta sắp đi rất nổi tiếng ở đây. Trên xe, dù tiểu diện giới thiệu đơn giản, nơi đó gọi là thất tinh tốt. Chúng ta có câu tục ngữ nói về chuyện ma quái ở thất tinh tốt, rằng thượng thanh tự chấn tà. Thất tinh tốt từ thời cuối nhà thanh đã có rất nhiều người chết, trở thành bãi tha ma. Sau đó, khi cải cách mở cửa, nơi đó bị trưng dụng để xây dựng thêm. Thất tinh tốt là một nơi đầy bí ẩn và nguy hiểm, nổi tiếng với những truyền thuyết ma quái. Khi đến nơi, họ sẽ phải đối mặt với những thách thức mới và tìm hiểu sâu hơn về những bí ẩn còn lại. Còn cách gọi khác, Lâm Giác hỏi. Đúng vậy, Du Tiểu Diện trả lời, đó là kỹ thuật xây dựng được sử dụng để trừ tà. Hắn dừng lại một chút, sau đó bổ sung, tuy nhiên, cũng phải nói rằng nơi đây phong thủy không tốt, đã xảy ra rất nhiều sự kiện, trong đó nổi tiếng nhất là sự kiện 711 của xe công cộng. 711 xe công cộng, Chu Gia Ngư ngạc nhiên hỏi, đó là gì vậy? 711 là một tuyến xe công cộng, một tài xế mở cánh cửa và cho xe chạy thẳng xuống cầu tại thất tinh tốt. Sau đó, khi mọi người kiểm tra, họ phát hiện ra rằng tất cả các chuyến xe 711 đều thay đổi số trên đầu. Dù tiểu diện giải thích, sau sự việc này, Tất cả các chuyến xe 711 đều được coi là mang lại điểm báo xấu. Những thông tin này khiến mọi người cảm thấy hoang mang, nhưng họ vẫn không biết liệu điều này có liên quan đến việc gửi gói hay không. Lâm Giác đề xuất trước tiên đi tới công ty hậu cần để tìm kiếm dấu vết. May mắn là với số đơn chuyển phát nhanh, việc điều tra trở nên dễ dàng hơn. Họ đã tới một số doanh nghiệp và tra cứu từng số đơn để xác định doanh nghiệp nào đã gửi gói đi. Tuy nhiên, sau khi tra cứu một vấn đề mới lại xuất hiện, các gói truyền phát nhanh không phải từ cùng một địa phương, mà được phân tán ở nhiều doanh nghiệp. Chúng ta có thể nhờ họ giúp tìm kiếm từng số điện thoại này, dù tiểu diện đề xuất một ý tưởng, không phải là một máy bay riêng sao. Nếu chúng ta có địa chỉ số điện thoại này, có thể tìm ra doanh nghiệp đã gửi truyền phát nhanh đến địa phương. Ý tưởng này nghe có vẻ khả thi, từ cục cảnh sát, họ gọi điện và tra cứu dãy số mà lâm giác cung cấp. Anh có quen với người đó? lâm giác cười ở đâu có anh tôi cũng có mặt bạn có nhớ lần tham gia giải đấu cùng tôi không dù tiểu diện hỏi anh ấy mới là chính thức và cha anh ấy là người quản lý phong thủy tại địa phương này vậy anh ấy tham gia giải đấu phong thủy à chu gia ngư ngạc nhiên mẹ anh ấy là người trong giới phong thủy phức tạp lắm nhưng có lẽ anh ấy thấy thú vị nên đã tham gia dù tiểu diện nói anh ấy rất hứng thú với những việc như vậy khi nào có thời gian tôi sẽ mời anh ấy đi uống rượu để cảm ơn. Bên kia phố phường trung tâm thành phố có một số kiến trúc khá cũ kỹ. Khác biệt so với khu vùng phía Bắc, nơi này chứa đựng nhiều dãy núi sơn đồi, tạo nên một bức tranh phong cảnh đặc biệt với các tòa nhà cao thấp khác nhau. Trời xanh và mây trắng tạo nên một không khí cuối thu trong lành. Trong lúc điều tra số điện thoại, họ ngồi ở một quán trà ven đường, quan sát sự qua lại của người dân trên đường. Khi đến giờ ăn, họ đã quyết định dừng lại ăn trưa trước khi tiếp tục chờ đợi thông tin. Để tránh cho ai đó không chịu được đồ ăn cay, họ quyết định ăn ở một nhà hàng thông thường, dù Du Tiểu Diện cố gắng thuyết phục họ đến một nhà hàng hải sản tốt hơn. Nhưng mà thực sự ngon đấy, Du Tiểu Diện nói, nhà đó có đồ ăn không cay chứ? Chu Gia Ngư hỏi, đồ ăn gì không cay? Du Tiểu Diện trả lời, cà chua đại hạt. Thẩm nhất cùng phản đối kịch liệt, anh nói dối, tôi ăn cà chua đại hạt ở đó nhưng có ớt xanh dù tiểu diện không phải lỗi của tôi quản lão là không phục tông tuy nhiên cuối cùng dù tiểu diện vẫn thực hiện được mong muốn của mình và họ đã ăn một bữa trưa bình thường với một bàn thịt kho tàu sau khi ăn xong du tiểu diện cảm thấy mệt mỏi hơn một chút trước khi họ kết thúc bữa ăn họ nhận được điện thoại từ cục cảnh sát thông báo về địa chỉ của máy bay riêng dù tiểu diện ghi lại địa chỉ và nhận thấy rằng nó nằm gần họ. Sau vài phút, họ đã đến nơi. Khi tôi tìm được người này, tôi nhất định sẽ đánh hắn một trận. Thẩm nhất cùng nói. Nhưng nếu anh đánh không lại hắn thì sao? Chu Gia Ngư nhắc nhở. Nếu tôi đánh không lại thì có nhi tử giúp tôi đấy. Thẩm nhất cùng chế nhạo, đặt tay vào túi của Chu Gia Ngư, nơi có tiểu chỉ. Sau khi ăn xong, họ nhanh chóng di chuyển tới địa chỉ được Du Tiểu Diện cung cấp địa chỉ vị trí đâu đâu cũng có kiến trúc quen cũ mỗi thành phố đều có một vài chỗ như vậy kỹ càng bẩn thỉu đối lập với vẻ đẹp gọn gàng trong thành thị cần phải ở đâu đó bờ dù tiểu diện nắm địa chỉ nói ta đi hỏi người qua đường một chút hắn tiến vào quầy hàng trong khách sạn cầm địa chỉ hỏi bà chủ quầy hàng trong khách sạn các ông đi đâu vậy bà chủ nói bằng giọng phương ngôn trong sạch nhìn thấy du tiểu diện cầm địa chỉ biểu hiện có chút không tự nhiên đây là một địa chỉ mà tôi thích, dù tiểu diện nói dối, trước đây người đó cho tôi địa chỉ này và kêu tôi ghé qua chơi, tôi luôn bận rộn, bây giờ mới rảnh rỗi đến đây. Bà chủ lắng nghe và nhìn chăm chú lên xuống du tiểu diện. Du tiểu diện thể hiện biểu tình chân thành, không thể không thừa nhận, vẻ ngoài này thật sự là một cách tinh sáu để lừa dối người khác. Du tiểu diện có khuôn mặt trắng nõn, tươi tắn như một học sinh ngoan ngoãn, khiến mọi người nghi ngờ liệu hắn có phải là một người gian lận hay không. Đây có phải là địa chỉ mà cậu thích không?" Bà chủ hỏi, nhưng người này đầu óc không ổn định lắm, mọi người xung quanh đều tránh xa, từ sáng đến tối chỉ biết la lên, người ta cứ nghe thấy hắn là khóc than. Dù tiểu diện phát hiện điều này không như dự kiến, nhưng không lộ ra vẻ bất ngờ. Bà chủ cũng nhiệt tình chia sẻ thêm thông tin liên quan về tình hình của người này, mô tả rằng anh ta hiện là một người vô lý, thường ngồi bên cạnh đống rác và có lúc vào buổi tối còn có thể nghe thấy tiếng khóc lóc từ anh ta. Dù tiểu diện thăm dò được nhiều thông tin hơn, sau đó mua một số cây cà rem làm quà cho bà chủ, rồi từ quầy hàng trong khách sạn đi ra ngoài và chia sẻ thông tin mà anh ta vừa biết được. Hoàn hảo, chúng ta đã đến đây rồi. Lâm Giác nói với sự thán phục trên mặt, bà chủ nói như thế mà tôi chỉ hiểu được một nửa. Ha ha ha, dù tiểu diện cười, ở đây mọi người đều thân thiện, nhưng ngôn ngữ thật sự là một rào cản, chúng ta có thể tiếp tục đi thẳng qua không? Anh ta nói chuyện trong khi đưa cho Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng hai cây kem, Lâm Giác từ chối lịch sự và nói rằng anh ta không ăn kem, nhưng hai người đều khẳng định rằng họ sẽ dùng của riêng mình. Sau khi đã ăn xong hai cây kem, Lâm Giác nói, "Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi." Trong khi đó, Lâm Trục Thủy cũng ở đây và dường như không gặp vấn đề gì, không gây rối loạn nào đó. Tuy nhiên, từ khi trở về từ đường hầm, anh ta vẫn im lặng và có biểu hiện lạnh lùng khiến mọi người cảm thấy không mấy vui vẻ về phần lý do tại sao anh ta không vui lâm giác nhìn vào chu gia ngư đang ăn kem một cách hồn nhiên nhưng không biết nên nói gì người đó chú ở bên cạnh một ngôi nhà trệt hoàn cảnh xung quanh vô cùng khốn khó gian nhà cạnh đó không xa chính là một cái rãnh nước bẩn mùi khiến người buồn nôn có thể cảm nhận từ xa phòng trệt này dường như cũ nát trên tường phủ đầy rêu xanh và bùn giống như những ngôi nhà khác ở khu vực này làm cho mọi người không muốn tiếp cận. Gõ cửa, Lâm Giác nhìn qua cửa sổ vào bên trong. Cửa sổ đã đóng chặt và rèm cửa sổ cũng được kéo xuống, nhưng qua khe hở vẫn có thể nhìn thấy một ít tình trạng bên trong. Hắn có vẻ không ở nhà, Lâm Giác nói lo lắng. Chúng ta nên gõ cửa trước, có lẽ thầm nhất cùng nghĩ rằng việc này đủ làm cho tình hình sáng tỏ hơn. Anh ta tiến lại và gõ cửa. Ừm, Lâm Giác đồng ý thẩm nhất cùng đi tới cửa và gõ ba cái hỏi có ai ở nhà không không có phản ứng nào trong nhà hoàn toàn yên tĩnh không có ai trả lời có ai ở trong không thẩm nhất cùng dừng lại một lát cường độ trên tay anh ta tăng lên nhưng không biết anh ta có sử dụng quá nhiều sức mạnh hay không hay là ánh mắt mờ này thực sự quá lớn lá gan của anh ta đập mạnh lên nhưng sau vài lần họ nghe thấy tiếng cửa gõ mạnh và cửa gỗ gãy đôi không khí trở nên lạnh lùng Thẩm Nhất Cùng nhìn vào tay của mình, mỉm cười chừng, quả thật là không có sức mạnh, chỉ là vỗ mạnh thôi. Lâm Giác nhìn vào tay phải của anh ta, mỉm cười với ý định, không ngạc nhiên, sau mười mấy năm độc thân mà. Thẩm Nhất Cùng, Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy, lời nói này của cô gái làm ba người cảm thấy khó chịu, nhưng Du Tiểu Diện thì cười thích thú. Nếu đã đến cửa thì mở nó ra đi, đó là quyết định của Lâm Giác, không muốn rời đi mà không biết sự thật vậy nên họ quyết định vào trong ngoại trừ bề ngoài cũ nát không ai nghĩ rằng bên trong phòng lại sạch sẽ như vậy ngay khi bước vào họ nhận ra phòng được dọn dẹp kỹ lưỡng gần như không có dấu vết nào không có ai ở trong đó thẩm nhất cùng vuốt ve cửa bằng tay rồi gọi chúng ta tiến vào trong không có ai dường như chủ nhà đã ra ngoài lâm giác không làm loạn sau khi vào nhà mà là lập tức đi đến điện thoại nhấc lên và gọi từ số điện thoại di động của mình điện thoại vang lên màn hình hiển thị một số đó là số mà bảng chuyển phát nhanh trên lưu trữ chính xác là hắn đó chúng ta đã tìm thấy hắn rồi lâm giáp nói cuối cùng cũng tìm được tên khốn kiếp này rồi thẩm nhất cùng nhếch môi chúng ta nên ở đây đợi hắn trở về lâm giáp nói ừm người nắm giữ cửa để đảm bảo rằng người kia không dám bước vào thẩm nhất cùng gật đầu và đi ra nắm cửa mọi người ngồi xuống trong phòng chờ đợi chủ nhà trở về chu gia ngư quan sát xung quanh phòng này rất bình thường không có gì đặc biệt không có gì lạ lẫm trên bàn có một cái bình nhựa có một vài cành hoa dại tạo ra một vẻ tươi mới trong phòng nếu không biết gì về chủ nhà chu gia ngư sẽ nghĩ rằng người này yêu quý cuộc sống của mình sau khoảng nửa giờ chờ đợi họ nghe tiếng bước chân từ bên ngoài cùng với một người trẻ tuổi gào thét ngươi đừng đuổi theo tôi Người có phiền hay không ha? À? Ta đều giúp người làm, người đến cùng có nghe hay không? Hắn dường như đang bị ai đuổi theo, chạy đến cửa và đẩy mạnh cánh cửa. ầm um, một tiếng nổ, cửa gỗ nặng rơi xuống đất, trong phòng, mọi người và người bên ngoài đối diện nhau. Các người là ai? Sao lại xông vào nhà người ta? Nam thanh niên đang gặp hết sức hoảng sợ. Hắn trông khoảng 25 đến 26 tuổi, mặc áo tê sắt trắng và quần jean, mái tóc hơi dài che mắt nhưng vẫn có vẻ trẻ trung. Tuy nhiên, hắn trông rõ ràng là lo lắng và sợ hãi. Lâm Giáp nói, thẩm nhất cùng, bắt hắn lại. Thẩm nhất cùng nhảy ra ngoài và nắm chặt cánh tay của nam thanh niên, đừng có nghĩ sẽ trốn chảy. Nam thanh niên, sự sợ hãi rõ ràng hiện lên trên gương mặt hắn. Lâm Giáp nói, mang vào đây. Thẩm nhất cùng kéo hắn mạnh mẽ vào trong phòng. Chu gia ngư nhìn tình hình này và cảm thấy thẩm nhất cùng đặc biệt như một cuốn con, vẫn giữ vẻ hạnh phúc như một đứa trẻ chơi đùa thân thể của nam thanh niên này khá mảnh mai rõ ràng không phải là đối thủ của thầm nhất cùng nhưng lại bị hắn kéo vào phòng mạnh mẽ hắn nhìn quanh và thấy một phòng khách không mời mà đến sắc mặt trắng bệch tôi không biết gì cả xin đừng làm phiền tôi lâm giác nói chúng tôi còn chưa hỏi gì người liền cái gì đã không biết nam thanh niên không trả lời lâm giác đưa vài tờ giấy chuyển phát nhanh lên bàn đây có phải của ngươi không Nam thanh niên nhìn vào tờ giấy và biểu lộ sự hoang mang. Cố gắng nói nhưng giọng của hắn rất nhỏ, không ai nghe thấy được. Hãy nói ra. Lâm Giáp đập bàn một cái. Nếu ngươi không thừa nhận, ngươi đã biết bao nhiêu tội ác chúng tôi có thể kết án bạn. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng đều nhìn thấy Lâm Giáp nói như vậy với biểu hiện hơi gượng gạo. Trong lòng họ suy nghĩ trước đây cô ấy không bao giờ nói như vậy. Cái vali biêu phẩm đem đến cho cô ấy cảm giác vui sướng lớn đến vậy cô ta có lấy lương tâm mình ra xem chưa thực ra tôi không phải người gửi nam thanh niên cuối cùng cũng nói to lên mặt trắng bệch tất cả những gì tôi biết là là họ buộc tôi họ buộc ngươi thẩm nhất cùng không kiềm chế được nữa ai dám buộc ngươi gửi chuyển phát nhanh họ là công ty chuyển phát nhanh à nam thanh niên chu gia ngư không cầm được cười họ buộc ngươi lầm giác không nói lời ác ý mà thay vào đó là ánh mắt chăm chú và suy tư, ai buộc ngươi. Ánh mắt của nam thanh niên bắt đầu lung lay, hắn lẩm bẩm, tôi nói cho các người nghe, các người cũng sẽ không tin. Lâm giáp nói, hãy nói đi, chúng tôi sẽ xem xét trước khi tin. Được, nam thanh niên đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, tiếng nói to lên, họ bên ngoài buộc tôi gửi cho các người. Mọi người, vải, chu gia ngư không hiểu ý của nam thanh niên, cái gì là vải buộc anh gửi. Chính là vải đấy, vải nước, nam thanh niên giải thích. Mọi người đều lắc đầu, dường như đang cố hiểu ý nghĩa của từ vải. Cuối cùng, Lâm Trục Thủy lên tiếng, đi xem đi. Nhưng chỉ là xem thôi, nam thanh niên tỏ vẻ không muốn bọn họ vào trong, các người sẽ không nhìn thấy. Làm sao anh biết chúng tôi không thể thấy? Lâm giác hỏi. Nam thanh niên suy nghĩ một lúc trước khi nói, nếu các người muốn đi, tôi có một yêu cầu không ngờ rằng tình huống lại đi theo hướng này. Thẩm nhất cùng cắn môi, nhìn lên tay áo của mình, sau đó quyết định rút ra một phần của nó. Nam thanh niên này nhanh chóng nói, yêu cầu của tôi là bạn phải sửa cửa cho tôi trước, nếu không tất cả đều đi thì nhà tôi bị đột nhập rồi. Thẩm nhất cùng đã sắp tốt phần cánh tay áo của mình, nhưng khi nghe yêu cầu này, anh bất ngờ ngừng lại và nhìn về phía lâm giác. Lâm giác cảm thấy bất đắc dĩ, không phải ngươi và du tiểu diện ở đây để nhận ra việc này, chúng tôi chỉ đi cùng anh để xem thôi chứ. Thẩm nhất cùng, may mà Chu Gia Ngư không còn là công chức như trước, nên cậu có thể giữ bình tĩnh. Nam thanh niên dẫn họ đi qua con hẻm nhỏ, mất khoảng 10 phút đi bộ, họ đến một quảng trường nhỏ. Có một số người dân ở gần đó, tất cả đều nhìn nam thanh niên với ánh mắt khinh miệt. Tuy nhiên, nam thanh niên không quan tâm, như thói quen của mình, anh ta tiến lên và chỉ vào mấy cái cột trụ giống nhau trên quảng trường, đây, đó là vải. Chu Gia Ngư nhìn lại và thực sự nhìn thấy ba cột trụ giống nhau, được phân bố trên quảng trường, có hình dáng đồng nhất. Những thứ này dường như là cột vải được phủ trên bởi lớp bụi, và Chu Gia Ngư có thể cảm nhận được một sự tử tế mờ nhạt xung quanh chúng. "Thật ra tôi không biết liệu các người có thể nhìn thấy không." Nam thanh niên nói, sau đó đến một trong những cột trụ bên cạnh và dùng sức đánh vào nó, nói, "Ra nào, có người đến rồi." Hắn không có phản ứng gì cả hành động này của hắn giống như một người mắc bệnh tâm thần khiến mọi người xung quanh xa lánh ánh mắt lo lắng kết hợp với sự căm ghét lặn lộ trong đó nam thanh niên không quan tâm và tiếp tục gọi to lên nghe thấy chưa hãy nhanh chóng đi ra để tôi được không thì sẽ không có cơ hội cho ngươi gửi chuyển phát nhanh sau này chu gia ngư đang suy nghĩ rằng anh ta đang nói chuyện với ai khi đột nhiên nhìn thấy một con rồng nhỏ bò ra từ trong vải lâm giác và lâm trục thủy không thể nhìn thấy được nhưng lâm giác nói quán nhi cậu thấy được không chu gia ngư gật đầu tôi thấy một con rồng nhỏ lâm giác nói hừm tôi không nhìn rõ lắm phải có một số phép thuật đặc biệt mới có thể nhìn thấy nhưng ở đây quá đông người không phù hợp anh cũng nhìn thấy à nam thanh niên vui mừng khi nghe chu gia ngư nói tôi đã nói tôi không phải là kẻ điên chu gia ngư nhận ra rằng nam thanh niên này cũng có một thiên phú đặc biệt nhưng anh ta gặp vận xấu khi không có người hướng dẫn phù hợp nên bị xem là điên cuồng câu chuyện về việc anh ta nói chuyện với đá ở quầy hàng cũng có vẻ giống như thế tôi nhìn thấy chu gia ngư nhìn con rồng màu vàng óng này nhìn về phía lâm giác và nói vậy thì nó muốn gửi những thứ này cho chúng ta vì lý do gì không biết nam thanh niên nói tôi hỏi nó nhưng nó không chịu nói thôi thì phí chuyển phát nhanh hay bán những thứ vô dụng này để kiếm tiền mồ hôi nước mắt Chu Gia Ngư không còn cách nào khác ngoài việc hỏi con rồng nhỏ này. Anh ta tiếp tục vậy. Ngươi muốn làm gì? Con rồng nhỏ nhìn anh ta một cái, nâng cầm lên một cách kiêu ngạo và hừ một tiếng. Chu Gia Ngư, làm sao vậy? Lâm Giác không hiểu, không thấy cũng không nghe thấy gì cả. Chu Gia Ngư nói không có gì. Anh ấy cảm thấy khá bất mãn và tiếp tục. Tiểu Long ơi, tại sao ngươi muốn gửi những thứ này cho chúng ta? Tiểu Long khinh thường, ta chẳng hề gửi cho các người đâu. Chu Gia Ngư, à. Tiểu Long nói, hừ, cậu tự hỏi nàng đi, nàng đã làm gì điều tốt gì đâu, cần gì ta phải nói. Dù cách nói không thân thiện, nhưng đôi mắt màu vàng của nó vẫn nhìn chầm chầm vào lâm giác. Chu Gia Ngư chỉ có thể quay đầu nhìn lâm giác. Lâm giác cảm thấy ngượng ngùng, quán nghi, cậu nghĩ sao? Chu Gia Ngư nói, sư bá, Tôi nghĩ là liệu rằng sư bá đã từng làm điều gì xấu ở đây không?" Lâm Giác lắc đầu, biểu hiện hơi bối rối, "Tôi làm nhiều điều xấu lắm, không nhớ rõ lắm." Chu Sa Ngư, "Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn."